đầu thai trong kiếp người. Chúng ta không thể phó mặc cuộc đời cho sự rủi mai, mơ hồ hỗn độn của hồng trần. Ước mong tầm cầu một cuộc sống hài hòa, thanh tịnh, thân tâm an lạc. Nhưng muốn đạt được tuyệt điểm này, thường là nếu không thích hợp thì cũng đầy gian lao cam khổ. Vô vi chính là con đường, một pháp thiền đưa chúng ta tới sự tầm cầu đó. Vô vi là nguyên lý cho cuộc sống, đáp ứng sự tầm cầu, hòa hợp giữa cuộc sống hiện đại và an lành cho nội thức. Trước tiên, vô vi là một pháp thiền đem lại sự tự chủ và niềm tin cho chính mình. Bằng cách nào? Thưa, bằng cách tái lập sự quân bình, chấn chỉnh thần kinh khối óc, thanh lọc điện năng cơ tạng. Thiền vô vi với một phương pháp đơn giản, thích hợp cho mọi người, không giới hạn tuổi tác, không phân biệt nam nữ và điều kiện sức khỏe. Dựa trên các phương pháp tập trung điện năng, phương pháp hít thở và tham thiền, vô vi thực hành trong tự nhiên và hồn nhiên, không lệ thuộc nơi thiền vị và không ràng buộc với thiền nhân, một mình hay tập thể. Và chỉ một điều bắt buộc duy nhất là phải thực hành đều đặn. Không khí thiên nhiên trong lành chính là nguồn lực tuyệt đỉnh tạo điện năng cho người thiền vô vi. Lợi ích của phương pháp này là ảnh hưởng đến nhịp sống và cư xử của chúng ta. Hòa hợp với chính mình là yếu tố tối quan trọng để đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày. Dạ, tôi thì tu khoảng 10 năm, mà lý do của bà con tôi đã tu trước rồi, thấy cái phương pháp này cho sức khỏe và tâm linh nhẹ nhàng. Chỉ có thể thoát khỏi được sự kích động khi chúng ta đạt được sự tự tin và làm chủ lấy chính mình. Hồi xưa ba tôi mắc á, tôi coi cái cuốn sách đó, tôi thấy thiền hay lắm. Cái tôi đó chưa thiền, ba tôi kêu hoài mà tôi không chịu làm. Tới mà tôi thấy hay, cái tôi thiền, tập thiền. Thiền cái lâu sửa tâm, sửa tánh tôi. Thời đó tôi cũng giữ lắm, cái gì cũng dành cho mình không à. Cái gì cũng không có cho ai hết, mình dành cho mình. Bây giờ biết sửa, biết nhẫn nhục, biết nhiều thứ, bởi vì tôi thích. Một trong những kết quả rõ ràng nhất mà chúng ta có thể gặt hái được sau thời gian tu tập là tìm lại được sự sáng suốt trước mọi biến cố. Ça me fait beaucoup de bien, je me sens beaucoup mieux. Je dis, je fais des respirations, je fais ceci, je fais cela. J'ai dit, tout ça, je me sens bien. Et au fur et à mesure, les gens que je rencontrais me disaient, oh, mais tiens, t'as bonne mine. Oh, mais qu'est-ce que tu fais? Mais dis donc, t'as fait. Même mon petit-fils, il rentre de vacances, il me voit au lieu de me dire bonjour, mamie. Oh, mamie, t'as fait un lifting? Có khả năng giải quyết những khó khăn của chính mình, thì sẽ có khả năng giúp được những người chung quanh chúng ta một cách hữu hiệu hơn. Sửa tánh mình ôn hòa, mình giao cảm với người ta một cách thoải mái hơn, nó đầm ấm hơn. Người mới được đàng hoàng thay vì người mình bê bối quá đi. Bây giờ mình sửa tâm sửa tánh mình, những cái gì mà đến với mình mình có thể mình giải quyết được người đó. Je m'étais fixé un temps de 6 mois. Si au bout de ces 6 mois, je n'avais pas de résultat, je laissais tout tomber pour la dernière fois. Mais au bout de 15 jours, j'avais de bons résultats déjà. Giúp đỡ những người chung quanh là những gì thiền sư Lương Sĩ Hằng đã và đang làm trong suốt cuộc đời của người. Trót sinh ra là người Việt Nam, phải cam chịu trầm luân trong một quốc gia chinh chiến đời đời kiếp kiếp.
thiền sư đã không ngừng phấn đấu với định mệnh an bài cho mình. Người đã từng bị cầm tù một cách độc đoán, bị sỉ nhục và bị lưu vong ra khỏi quê hương. Tuy nhiên, với sự minh triết và nghị lực đông đầy, không những thiền sư đã vượt khỏi những nguy nan cho chính mình, mà còn giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ. Ngày hôm nay, cũng bốn mấy năm rồi, vì vạn sự khởi đầu nan, chuyện gì bắt đầu nó cũng khó, nhưng mà cương quyết sẽ có thành công. Vì lòng kiên nhẫn của tôi dứt khoát đi tới, cho nên ngày hôm nay tôi càng tu càng khỏe mạnh. Càng khỏe mạnh tôi muốn để lại những gì cho nhân loại. Từ đây tới tương lai sẽ học hỏi và kết quả tốt xây dựng cho chung, tiến tới đại sự chung. Mình tự thiền rồi tự cảm thức, tự giác, hiểu được, dũng mãnh nói ra như vậy trong thực hành. Không có lợi dụng thần thánh cúng quải này kia kia nọ. Chúng tôi không có làm điều đó. Chuyện chúng tôi giúp được là cứ việc giúp. Giúp cho con người trở nên hiền hậu, tươi tốt, thì mình phải chỉ có hành thôi. Vô vi không phải là một tôn giáo. Vô vi là một phương pháp giúp cho hành giả muốn trau dồi tâm linh. Vô vi thích hợp với mọi người và mọi tín ngưỡng trong tự do hoàn toàn, không một ràng buộc nào. Không có căn bản cái tôn giáo nào. Cái kinh vô tự là cái tiểu thiên địa này, cái xác của mình nó bao có âm có dương, kia có kim mộc thủy hỏa thổ đầy đủ, trong đó có kích động và phản động. Mà mình không có dấn thân tìm hiểu nội tâm khai trí của chính mình, làm sao mình vững vàng mà nói chuyện trời Phật được. Cho nên phải có hành, thì cái tiểu thiên địa này nó tương đồng với chấn động lực của càn khôn vũ trụ. Nó là pháp lý vô vi, khoa học quyền bí Phật pháp. Pháp lý là nói năng phải rõ rệt. Vô vi là từ cái không, còn không nhẹ hơn. Pháp lý vô vi khoa học, biến chuyển vô cùng. Nhưng mà khoa học quyền bí là mình hiểu, người khác không có hiểu được. Chứ không có khai thác chính mình làm sao mình dấn thân độ đời được. Không khai thác chính mình làm sao mình dám can đảm nói ra những gì mình đã thực hành để ảnh hưởng người kế tiếp được. Chủ trương chánh của vô vi là thực hành, tiến tới thanh nhẹ, đưa phần hồn tiến tới vô cùng. Những người muốn tìm hiểu vô vi, muốn dấn thân tu học pháp thiền lúc ban đầu, có thể liên lạc với các trung tâm, các thiền đường vô vi khắp nơi trên thế giới, sẽ được tận tình hướng dẫn và miễn phí. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp là cái pháp đã giúp cho tôi được thăng tâm an lạc. Trong thời gian qua, tánh tình tôi đã thay đổi nhiều, gia đình tôi hạnh phúc. Thưa vô vi đối với tôi là một ý nghĩa tốt đẹp của cuộc sống, tại vì khi chưa có vô vi, nhiều khi tôi cứ suy nghĩ là không hiểu con người ta sinh ra để làm gì. Tức là chỉ lo chạy theo cái cuộc sống vật chất rồi già rồi chết và không có một cái mục đích gì sâu xa hơn hết.
Từ ngày tôi vợ tôi ở cái làng chút xíu ốt mà xem á, nhiều người đời tôi trời anh ở đây buồn quá. Tôi nói đâu có gì buồn, buồn là do tâm mình sự thật. Mình tu rồi mình mới thấy. Thì người đời á, người ta chỉ ngó cái bề ngoài thôi. Vô Vi đã mở rộng tầm ảnh hưởng tốt và đã trở thành một cộng đồng không biên giới. Vô Vi Đức thì được phát triển năm 1985 do chú Đoàn Văn Thuận ở đây hướng dẫn, nhờ những nhiều năm Đức Thầy qua rồi tổ chức khóa sống chung và ra cộng đồng. Thì lần lượt tới hôm nay bạn đạo rất đông. Chảy ra một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Cộng đồng Vô Vi là một cộng đồng thân hữu, tương thân tương trợ. Hành giả Vô Vi có mặt khắp nơi trên thế giới. Họ gặp nhau trong những cuộc họp mặt trong các kỳ đại hội quốc tế được tổ chức mỗi năm một lần, địa điểm khác nhau do các hội ái hữu Vô Vi địa phương đảm trách. Và để siết chặt đạo tình khắp năm châu, để chia sẻ kinh nghiệm tu học, những bạn hữu của Vô Vi, dù có hành thiền hay không, cũng được nhiệt tình mời gọi, tham dự những tổ chức sinh hoạt, văn hóa và giải trí. Chẳng hạn như Thiền Ca là một chương trình văn nghệ được tổ chức hàng năm, đan kết giữa nghệ thuật văn học dân tộc với nhạc tâm linh hướng thượng. Xin thầy cho biết năm nay đại hội và thiền ca có gì tiến triển hơn mọi năm không thưa thầy? Tất cả mọi người đều nở nụ cười trên tàu cho đến lúc ra về. Thiền ca năm nay có gì đặc biệt? Năm nay thì khuyến khích người tu phải kiên cương quyết tu tiến và không thay đổi. Anh và tôi, vì thế cho nên anh và tôi, hai ta là một. Con đường ta đi với ý chí dũng hành, con đường ta đi với niềm tin chắc thành, hương hồn vừa tới coi dòng trời xanh. Ơi này tôi, ơi này người, hãy bơi ra dòng nước đục, hãy bơi qua dòng nước trong, để thân hình vẫn còn sạch sẽ. Quán thông đời đạo tự về mau, tâm thức quy hồi rõ trước sau. Những nhạc sĩ tài danh đã chuyển tác và cảm tác những án thơ siêu việt với đạo lý cao thâm của thiền sư Lương Sĩ Hằng thành những thiền khúc đóng góp cho nền văn học nghệ thuật tâm linh Việt Nam qua những thể điệu từ cổ nhạc, hồ quảng, dân ca đến tân nhạc. Ôi bề đời gian nát khổ đau. Ngay cả tôi khi
những người trong bạn đạo Thiền Ca Vô Vi chỉ có nhờ tôi viết ba bài thôi, đầu tiên ba bài thôi thì tôi viết, mà không ngờ rằng đi đến bây giờ phút này là 22 bài. Thành ra cái đó là một cái lạ vô cùng. Và tôi cũng tin chắc rằng không có một nhạc sĩ nào mà đã lấm bụi trần rất nhiều mà viết nhạc tâm linh nhiều như tôi. Hát cho anh, cùng hát cùng hát, hát cho anh. Bia ta lướt nhẹ mịt mù, tiên cung tiên cung trời Phật ngoan du đời đời. Hát bụi thân ta rồi một ngày sẽ về với cát bụi, quan chờ đời ta. Rồi một ngày ta rũ áo ra đi. Một điểm linh quang sáng tại địa cầu, trời đất phong thâu tâm lành chính tu. Dùng khí tâm linh xóa tan ưu phiền, thực hành tâm thức tiến vào cõi không. Xa lánh đời đi lụy, đường tu đó biết bao người cùng chân quý Phật pháp Thiền Vô Vi, vô vi. Tu đi anh và tu đi em, tu đi tu đi, tu đi tu đi mọi người. Tu đi anh và tu đi em, tu đi tu đi, tu đi cho thơm cuộc đời. Tu đi anh và tu đi tâm hồn, tu hành làm vốn cho chốn trần đẹp hơn. Nếu ta thấy ta là ác điều hắc ô, ta phải biến ta người thực hành để mà hiểu, chứ còn bây giờ nói ra thì chúng ta cũng sẽ không có lấy cái gì làm tin được, cho nên thực hành để hiểu là tốt hơn. Rất là sung sướng và vui vẻ là từ đó đến nay, từ 10 năm nay là tôi cứ theo, không bao giờ bỏ, sống cũng tu mà chết cũng tu cái đạo này. Bên ngọn đèn dâu mẹ ngồi mây áo, chiếc áo thu xưa mong ấm được hình hài. Ngày xưa tôi rất là tự ái và hay buồn, mà nhờ cái pháp này thì tôi cái gì nó xảy ra thì nó xảy ra, thì bữa trước rồi bữa sau cũng hết. Sinh ra lỡ sống làm người, cùng chung tin hoa, cùng người học thêm. Je pratique cette méthode parce qu'elle m'apporte un bien-être intérieur. Je retrouve du calme en moi, je suis plus sereine. J'ai trouvé un certain équilibre que je ne trouvais pas dans la vie active.
ma vie, en fait, n'avait pas de sens. Et là, la méthode m'a permis d'avoir un sens à ma vie. Tâm tu thực hiện đêm đêm, thương cha quý mẹ, một niềm tư tu. Phương pháp này về mặt y khoa cũng rất là, có thể mà chứng minh về mặt y khoa rất là hay, tại vì nó tạo cho mình một cái tinh thần thoải mái để mình giữ nhìn một cái sức khỏe bền vững, và từ đó mình có thể chúc ích những người xung quanh của mình, những người mỗi ngày mình gặp. Đã 30 đời, thằng nào dù đáng cô bồi, bà cho nó nếm tiêu đời nhà ma. Võ bà là ngon của bà cũng quyền túc cước. Nó đã đưa cho tôi được sức khỏe, thực sự được sức khỏe từ bao nhiêu năm nay. Và về cái tâm linh thì được cái sự an lạc. À, tôi muốn ca, tôi muốn ca, tôi muốn mua, tôi muốn mua, tôi muốn đùa, tôi muốn đùa, tôi muốn vui, tôi muốn vui. Tâm linh không có, nay 70 tuổi đầu rồi mà chẳng biết tâm linh là cái gì hết. Vui đời hồn nhiên, vui đời lương thiện, không tỉ hiềm này, không ganh ghét này, và không mãnh mung tranh giành với. Ça développe l'intelligence, on devient plus intelligent, on réfléchit plus vite. Khi tụi mình lấy cuốn sách đi về, tôi nói thầy tập thử tập của nó ra làm sao, mình cũng có cái đức tin nữa. Cái sợi hồn cái nằm thở lưng chứng minh đó, là hai cái pháp đó là cái bước đầu mình vô. Thì tôi tập cái đó thì tôi thấy tự nhiên nó hết hồi lúc nào không hay. Để một mai khi nhà dương về. Rõ nguyên nhân đời sống bấp bênh bao nỗi nghiệp oan. Tu thiền đời sẽ thoát cõi u mê, tâm an vui không vương vấn bi ai sầu lo. Trời đang ban chiếu thanh quang dẫn đường, dìu dắt chúng ta về quê nơi cõi trời. Đạo là ánh quang, cùng nhau tiến hóa khai thông sáng ngời, cùng nhau góp công dựng xây cho ngày mai tươi sáng. Dù cho gian khó hay khi yêu mến, mình vẫn nhất tâm tự tu cho hồn thiên càng trong sáng hơn, hòa cùng trời đất tâm luôn vững vàng, giải thoát hết nỗi nghiệp oan nơi trần gian, tiếng trống dựng xây.